Hello, xin chào cả nhà nha. Mình từ Launceston mới chạy xuống Hobart. Thì ngay chỗ này á, là ngay chỗ mà chưa đầu vào của Hobart đó. Cái thành phố Hobart là thành phố lớn nhất của Tasmania. Thì hôm nay mình có việc do đó mình chạy xuống đây chơi, có thể ở lại trong đêm này. Bây giờ mình chạy xuống Hobart, cái mình ghé qua thăm một người bạn. Nói là người bạn nhưng mà thật ra là cái người này là một cái đồng nghiệp mới làm ở trường UTAS ở Việt Nam mới qua. Mình nói chuyện trên mạng với nhau, đồng nghiệp thôi à, chưa gặp bao giờ. Thì hôm nay mình sẽ ghé qua thăm nhà người bạn đó, có hẹn rồi. Thì đó là cái công việc ngày hôm nay đó. Thì cảnh ở đây rất là thanh bình ha mọi người. Cái ấn tượng nhiều nhất của Hobart là khi mà đi đến vào đầu thành phố thì gặp cái cảnh này đó. Thì mình quay lại cho cả nhà xem đó. Mình còn bên đường này là đường mà đang bên hông mà là đường chạy vô thành phố, trung tâm của thành phố Hobart đó ha. Rồi mời cả nhà xem video mấy ngày mình đi chơi. Mình đi có Ray với lại Linh. Linh với Ray đang ngồi trong xe. Mình ra đây mình quay một chút xíu rồi nói chuyện với cả nhà chút xíu rồi. Ok, hẹn gặp lại nha. Đây bạn Hà là giảng viên bên UTAS bây giờ mới gặp nè. Đó, hẹn nhau mấy lần hả? Lần trước định lần trước là Launceston. Lần trước Launceston em lên không được, anh lại hình như lúc đó anh về Hobart để hội thảo. Anh về Hobart để hội thảo với lại Jimmy. Xong rồi hai anh em lại miss nhau, bây giờ hẹn nhau gặp lại được đây. Bữa nào lên nha, bữa nào đến nhà chơi. Qua mùa xuân đi, mùa hè mùa này đang lạnh quá. Em đang định cho Sandy nó đi vòng mà cho nó đi để nó biết. Vợ trẻ quá ha. Quá trẻ. 90 em. Mình tưởng mỗi mình có vợ trẻ chứ. Anh là trên có bằng tuổi em không hay là 85. À thế bằng tuổi em. 85. Em bé em. Ngon em. Bát này là bát của ai? Bát của Sandy em. Dữ à, em ăn hết rồi mà. Nhiều quá, trời bé nó ăn hết á. Yeah, I do some video for my family, you know. Yeah, just sharing how I live here with my family. Sometimes they, you know, they really miss us. Yeah. And you get to go home very often? Since COVID, but this year I'm going back. Yeah. But last year my mum, came over, stay here with us about 5 months. Yeah, nice. So this will be, yeah. How did she adapt to Tasmania? Món này thì yên tâm chay rồi. Yeah, she vegetarians for a short time. Yeah. Oh, that you have a good belly now. Oh, yeah, no dinners now. Yeah, we actually really, you know, enjoy cooking. Yeah. Both us. We can cook some, you know, of course Vietnamese food or what I is really proud of is I can cook really yummy pumpkin soup. Very good. Yeah. Bạn Hà làm cà phê Việt Nam này. Đấy. Đúng hàng thủ công luôn nhé. Thủ công hả? Thủ công luôn đấy, không phải là công nghiệp đâu. Không có nhãn mác. Hàng sách tay. Đấy, ok. Đấy, tới nhà bạn Hà chơi mà ăn phở xong á, và đều có thầy của Hà với bà xã thầy của Hà cũng hơi ngại giống phim. Rồi hai chơi ở đây rồi chút xíu chắc là đi ra check in khách sạn, em còn đi mua đồ. Đi shopping á. Đi shopping. Mà để sáng hả? Ok, uống cà phê sữa Việt Nam nha. Hà chế cà phê sữa Việt Nam uống. Ok, thank you Hà. Ok, yeah. Nice to meet you. Hopefully next time for barbecue. Yes. I'm go there. Contribute. Yeah. Anytime if you you know go to Launceston, let me know. Okay. I'll shop you. Okay. Thank you for coming. Lovely lunch. Very good. Thanks. See you. Cái này có chứ không có ai nhìn Rabbit Park. Ok, đây là cái phòng. Hai chồng tối nay ở phòng này. Ở cái khách sạn này mình lên mạng cái book đại à. Book trước cách đây 2 ngày à. Giá khá mềm, 120 đô la một đêm. Mà ở cái vị trí cũng khá đẹp, từ đây vô trong. Chút xíu xuống dưới rồi ăn đó. Cái này là Black Buffalo nha. Chút xíu mình ra ngoài mình quay cảnh toàn cảnh cho cả nhà xem. Thì cái khách sạn này từ đây mình đi vô trong city, trong trung tâm là hướng đó đó. Đó, hướng đó đó. Đi chừng 5 phút rồi. Nó cách cần cây rưỡi số. Ở dưới đó có đủ chức năng ở dưới. Chút xíu rồi đi khám phá hàng. Còn đây là cái phòng, cái 2 giường. Giường này là giường double và cái giường single cho Grace. Chút tối kéo cho gần nhau lại là xong. Khỏi hả? Rung rinh bên trường bên này nó không ảnh hưởng gì bên này hả? Con đây nó tìm cái gì đó. Con đây nó tìm cái gì đó lúc này. Lụm cục đá nè. Nói chung nó không được mới lắm ha. Nó chỉ ở mức độ trên dưới mới trên cũ. Nhưng mà vậy là ok, với giá tiền này thì quá hợp lý. 120 đêm. Tại vì với giá tiền này hợp lý 120 đêm, tại vì cái giá phòng khách sạn ở trong trung tâm thành phố nhưng khách sạn lớn á, thì bèo lắm phải 250 đêm nha. Thì mình biết á, mình hay ở đây nhiều mình biết khoảng 250. Mình ở đây nhiều mình biết khoảng 250 nè, đây nè. Là Butterflow nè, Black Buffalo chứ, là con trâu đen á. Con trâu đen. Thôi giờ mình dọn đồ ra nghỉ ngơi xíu. Gracie làm gì đó? Rau nhầm cái này ông ba. Ông ba hả? Ở bên dưới á, nó có một cái bar, nhà hàng nhỏ. Bây giờ hai vợ chồng mình xuống dưới đó tìm cái gì ăn cho ăn Ray, rồi hai vợ chồng ngồi đó chơi. Vậy thôi à, không đi đâu nữa. Cái chỗ này có vậy mà hay nha, khỏi bắt công vô trong thành phố gửi xe rồi xô bồn rồi đi. Chỗ này nó dành cho những người mà già cả như mình. Em hả? Giờ mình đi chơi thôi giống như người già đi chơi quá. Hạn chế đi lại quá trời luôn. Xong chưa? Wow. Đây. Về hàng nè. Hey. Hello. Yeah. Yeah. Do we have table for us? Yeah. Yeah, sure. Yeah, have a seat. Reserved everywhere. Yeah, we have a very busy night ahead. Oh. Somewhere where there is not a reserve sign. So okay, about it. Beautiful. Thank you. Huh? Which one? Get me. Which one? This one. Yeah, we take just three people. There we go. Just order at the bar when you're ready. Sure, thank you. Hmm? Cái món cuối cùng phải không? À, cái này nó ghi nè. Ok. Tụi mình vừa mới order nhưng cả nhà. Linh thì bởi vì Linh đang ăn chay. Linh ăn cái món cuối cùng là Skinner Gel Burger gì nè, cái món này nè. Đọc không biết sao đọc luôn á. Ở Úc nhưng mà không phải giỏi tiếng Anh đâu nha, đừng nói mình giỏi tiếng Anh tội mình nha. Rồi mình cũng ráng ăn những cái món mà nó đơn giản, nó không có cần phải cái này nè, salad đó, salad với lại cái bia butter flathead gì nè. Cái này là thật ra là fish and chip, chưa trả tiền nữa, để giữ cạc của anh trong đó. Ở trong này nó có một chỗ để mà mọi người uống bia, coi đua ngựa ha. Nó giống như một cái club đó. Này nó có mấy cái này. Mọi người ở đây rất là thú vị, rất là người Úc đó, họ rất là thích người coi uống bia và coi đua ngựa nha. Buổi chiều nó giống như sổ số kiến thiết ở Việt Nam đó. Đó. Nó ngồi coi đua ngựa. Mấy người đó là vô cá độ á. Cá độ á. Có con trâu này. Cái đồ ăn ra cả nhà khá nhanh nha, nãy mình order nghĩ chắc không tới 10 phút, 5 phút à là có rồi nè. Đây là món fish, cá fish and chip á, chứ xá lệch. Nói rồi mà, cô đi lấy đó. Đó. Còn đây là xá lệch nè ha. Ăn xá lệch chung em, xá lệch này cũng chay chứ không mặn đâu. Chi hả? Chi cái gì không biết nữa. Còn cái này là đồ chay nha, bà xã mình ăn chay mà làm giống như thiệt luôn. Beautiful. Đây là gà chiên này. À, đây nè. Có ăn fish không? Chay. Chip nè con. Đó, chip á. Ừ, đâu không có chip. Cái này. Nhìn hấp dẫn nha mọi người. Nay là quyết định xuống Hobart không ăn đồ Việt nữa. Ăn đi em. Ăn cánh kỹ. Cắt miệng. Cô đem barbecue sauce ra cho con. Đó, cô đem barbecue sauce ra kìa. Oh, thank you. Rồi đây con ăn đi, chip nè, chip ăn cái nào cũng được, này chip vào chấm cho. Ok. Đã quá, thơm quá. Tập thể dục cái miệng trước rồi phải thả cái miệng cắn cái này được, nhìn nó dày quá. Mẹ ơi. Đây. Cái đồ ăn có happy face. Ngon. Ngủ khó. Không có gì đồ mặn hả? Mà nó để trong phòng khâu đồ chay á. Cái này giống như cái miếng gà mà chiên cho nó giòn lắm, cái miếng gà để bán cho vị. Mẹ ơi. Quên đem trái ớt rồi. Bao giờ nhớ đâu mà đặt nó đem quên, chồng đem cho không. Bà có ghé được không? Bà con làm mối ăn đúng rồi. Thường ta dắt chanh lên cá. Trời ơi, cái này sao ngon. Nóng ngon ngon. Để nhắc này nữa. Lâu quá uống bia lại. Tháng à? Hơn. Cái salad ở đây làm ngon không? Ăn được. Vị nó vừa. Ăn 4 miếng này thôi là no rồi. Ừ, cái dĩa salad này là đủ ăn. Bao can be yours. I want it. Thấy ngon không? Ngon, cái bao quá rồi. Ủa. Ba. 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 Yeah, thích ăn. Ok, xin chào cả nhà nha. Vậy đó, hết một ngày đi Hobart rồi đó. Sáng hai chồng xuống gặp nhà Hà rồi xong rồi cái đưa bà xã vô trong trung tâm đi vòng vòng cho ăn Ray nó coi đồ chơi rồi mua sắm chút xíu rồi về ở khách sạn rồi ra xuống dưới cái nhà hàng với khách sạn ngồi lai rai ăn tối ở nhà một tí. Ok, cảm ơn cả nhà nha. Hẹn lại gặp lại video kế tiếp. Ngày mai có gì hay nữa thì sẽ quay chia sẻ với gia đình ha. Cảm ơn cả nhà coi video giây phút này. Bye. Bye bye. Đây nè. Vô.